Mùa đông buồn bã và lạnh lẽo. Đây, đi ra đây nhưng mà rất là lạnh đó các bạn, lạnh lắm luôn á. Buồn bã ghê chưa, xe dù nó che cây chứ không có che, không có người ra đây. Thằng chó con này nó phá chạy ra ngoài đó. Mấy hôm nay trời rất là lạnh luôn nha các bạn, và có những tiểu bang bị bão tuyết đó, nơi mình ở bị ảnh hưởng, cây cối bị chùm lại hết nè. Cây bị chùm lại như thế nè, nhà đối diện của mình đó thì họ cũng chùm cây đầu lại hết nè. Lạnh lẽo vô cùng. Đây, cái vàng phía sau của mình đây nè, cây cỏ của mình. Vào mùa này á, ở Việt Nam thì đón Tết ăn Tết vui vẻ, còn ở bên Mỹ này là đón đông chứ mà đón Tết. Hello, welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Biên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ hôm nay. Thì hôm nay đã gần tới Tết âm lịch rồi cả nhà. Những ngày Tết, những ngày gần Tết như thế này, nỗi lòng của những người con xa xứ là rất là nhớ quê hương, nhớ những cái Tết ở Việt Nam. Thì hôm nay Quỳnh sẽ chia sẻ một câu chuyện khá là thú vị. Một anh sống ở bên Mỹ này khá lâu, mỗi năm anh đều về quê ăn Tết, thì chỉ đi làm ở bên đây thôi. Mỗi năm đều đặn về quê ăn Tết. Nhưng mà bây giờ hiện tại là anh đã kẹt ở trên đất Mỹ này đã 2 năm rồi, không được về Việt Nam. Mặc dù công việc làm ăn rất là suôn sẻ trong 2 năm qua, rất là thuận lợi. Mặc dù dịch bệnh nhưng mà anh làm công việc lương vẫn đều và lương còn nhiều hơn những năm trước. Và trong năm nay thì anh đặc biệt là mua luôn vé bay rồi. Và đặc biệt là anh chịu trả một cái giá rất là cao, không phải là chịu trả mà vé người ta quy định là giá tiền bao nhiêu đó thì mình phải mua, mình mới có thể đi về được. Thì anh chấp nhận mua vé cao để đi về Việt Nam luôn, mặc dù mua có một chiều nhưng mà vé máy bay vẫn cao ngất ngưỡng, anh vẫn chấp nhận trả cho số tiền đó để được đi về quê ăn Tết. Nhưng mà kết quả lại không như mong muốn. Vậy lý do gì sao? Trong khi đó anh đã chích đủ 3 mũi vaccine và anh đã test không bị nhiễm Covid luôn. Vậy lý do gì sao anh lại không thể về quê ăn Tết? Thì mời các bạn hãy xem hết video này nhé. Còn hôm nay mình vô cùng cảm ơn một vị giống như là một người tham gia chương trình đã gửi cho Quyên Quỳnh là 50 đô để giúp đỡ cho những người khó khăn ở Việt Nam. Và trong chương trình này Quyên Quỳnh sẽ phát quà vào ngày gầm tháng Giêng, là ngày gầm đầu năm mới đó cả nhà. Thì Quyên Quỳnh sẽ có chương trình phát gạo. Thì trong ngày gầm tháng Giêng thì Quyên Quỳnh có chương trình phát gạo ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Thì cảm ơn một anh tham gia chương trình đã gửi 50 đô để ủng hộ những người khó khăn trong mùa Covid này ở Việt Nam. Và sẵn đây thì cũng xin chân thành cảm ơn chị Hồng Vũ. Chị Hồng Vũ đã gửi 1.000 để giúp đỡ cho những người khó khăn phát gạo trong ngày gầm đầu năm nay. Thì Quyên Quỳnh xin chân thành cảm ơn tấm lòng của chị Hồng Vũ. Chị Hồng Vũ là một mạnh thường quân rất là thường xuyên của kênh Quyên Quỳnh, và chị ấy cũng đã ủng hộ rất là nhiều trong những đợt phát quà ở Việt Nam hoặc là giúp đỡ những anh vô gia cư trong thời gian trước. Nào bây giờ Quyên Quỳnh mời cả nhà chúng ta cùng nghe câu chuyện của anh tỷ phú gốc Việt mua vé bay rồi giá cao thất thường, nhưng mà test Covid xong rồi cũng đã chích 3 mũi vaccine rồi nhưng mà vẫn không được về Việt Nam. Lý do gì sao vậy? Nào mời cả nhà chúng ta cùng nghe câu chuyện này nhé. Thì mấy hôm nay ở bên chỗ Quyên Quỳnh ở rất là lạnh, đã một tuần hơn rồi rất là lạnh. Vào mùa hè thì mọi người bận đi làm. Ở tiểu bang của Quyên Quỳnh ở đa số là những anh làm nghề biển rất là nhiều, cho nên vào mùa này nè các anh đã nghỉ hết rồi, lên bờ hết rồi. Nhưng mà do dịch Covid á nên nó không được về Việt Nam thì các anh rất là buồn. Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn á, là trong gia đình của Quyên Quỳnh nó có một người anh rất là thân thiết. Theo thông thường á thì anh ấy làm việc ở Mỹ này chỉ có vài tháng thôi, còn vài tháng thì đi về Việt Nam, năm nào cũng được về Việt Nam ăn Tết hết. Ở trên đất Mỹ này có thể nói là những tiểu bang mà có người Việt đông giống như Cali hoặc là Texas, thì những tiểu bang đó người Việt tổ chức Tết có phần vui vẻ hơn
là những thành phố, những tiểu bang xa xôi, những tiểu bang mà ít người ở như tiểu bang của Uyên Quỳnh. Thì có thể nói là tiểu bang của Uyên Quỳnh là ít người, nhưng mà thực chất là so với những tiểu bang lạnh là tiểu bang Uyên Quỳnh ở là cũng khá đông người đó. Chứ còn nếu mà so với những tiểu bang lạnh, tiết rơi thì người Việt càng ít hơn và càng buồn hơn vào dịp Tết nữa. Thì hôm nay chẳng dịp gần Tết đó, thì Uyên Quỳnh xin chúc cho cộng đồng mạng, xin chúc cho những khán giả yêu thương kênh của Uyên Quỳnh đó, năm cũ bước sang năm mới vạn sự như ý, an khang thịnh vượng. Thì trở lại một chút tâm sự của một người bạn đó, thì anh ấy năm nay cũng khá là cao tuổi rồi. Thì ở chung một khu của những người đó là những người đàn ông đó, toàn là độc thân ở bên đây một mình không. Có những anh có gia đình rồi á, nhưng mà vẫn ở bên đây một mình. Mỗi năm thì những anh này cũng đi biển thôi, mỗi năm á thì đều về Việt Nam để đón Tết. Thì những anh này á thì đều đi biển, và tới cuối mùa và mùa đông như thế này là khi hồ đóng ở bên Mỹ này á, khi mà tới gần mùa đông đó các bạn, là có ngày để hồ đóng lại để cho những con tôm nhỏ đó nó lớn lên, và sau vài tháng hết lạnh rồi á, tôm nó đủ lớn rồi người ta mới mở hồ, cho nên mình mới đi được nữa, chứ không có đánh suốt giống như ở Việt Nam nha các bạn. Thì nhất là những anh đi làm nghề biển á, thì những tháng hè, tháng nóng, những tháng mà người ta mở hồ để cho mình đi bắt đánh bắt tôm á, thì phải cố gắng làm thật là nhiều, tranh thủ để mà có tiền tới mùa đông nghỉ vài tháng. Cho nên á, những anh làm nghề biển khác nhau á, làm nghề biển tuy cực nhưng mà cũng có một thời gian rất là thoải mái, là nhất là vào mùa này đó là các anh được nghỉ ngơi tới vài tháng lận. Và tiền lương những anh mà làm vài tháng đó thì so với những người làm trên bờ á, những người làm công việc bình thường ở trên bờ á, thì đôi khi là lương của họ lại cao hơn những anh làm trên bờ. Cho nên những người mà đi làm biển lâu rồi á, kêu họ lên bờ làm á, thì họ khó mà làm được những việc khác lắm. Đa số những người đi biển này họ gắn bó với nghề rất là lâu. Thì trở lại với anh bạn này, anh ấy qua Mỹ từ rất là sớm, qua năm 80 mấy đó các bạn. Thì ở trên nước Mỹ này cũng khá lâu. Sau hai cơn bão đánh chìm cả hai chiếc tàu á, nên hiện tại là anh không còn mua tàu và không còn làm chủ nữa, mà anh đi làm cho người khác. Trước đây khi vợ anh còn sống thì anh vẫn mua tàu để cho hai vợ chồng cùng đi. Nhưng mà sau này khi vợ anh mất rồi, anh không muốn mua tàu nữa, cho nên anh đi cho người khác. Và theo như lịch trình, mỗi năm anh đều về Việt Nam vào tháng 12. Là tháng đó là tháng 12 là tháng người ta đóng hồ, người ta không còn mở hồ để đi nữa. Nhưng mà vì do dịch Covid đó các bạn, cho nên 2 năm nay rồi anh không thể về thăm quê được. Rất là nhớ quê nhà luôn. Bây giờ ở bên Mỹ này lớn tuổi, một mình ở bên đây, mặc dù do dịch Covid, nhưng mà năm rồi anh làm lương cũng khá, và làm có mấy tháng mà làm ra rất là nhiều tiền. Anh vừa đi biển mà vừa biết lái tàu, anh làm được tất cả, cho nên lương anh cũng khá là cao. Và sau 2 năm do dịch Covid anh không về được, nhưng mà lương thì làm được nhiều tiền, để dành được cũng khá rủng rỉnh. Tháng rồi là không, không phải tháng rồi, chính xác là hay tin vào tháng này, khi Việt Nam cho những người Việt Kiều được hồi hương. Nhưng mà thực tình là cho về, nhưng mà về với một giá cũng vé máy bay thì mắc khỏi nói luôn đó nha các bạn. Đi có một chiều thôi á, từ ở đây mà đi về Việt Nam về có một chiều thôi đó là 3.600 như một vé đó. 3.600 một vé là chỉ có một chuyến thôi, một quanh quay thôi chứ không phải chu quay. Thường thường hồi xưa Uyên Quỳnh khi mà về Việt Nam á, mà mua một vé là đi về luôn á, chỉ có 1.070 mấy. Làm vào mùa hè là lúc đó là Uyên Quỳnh mua là bị mắc đó, là 1.070 mấy, giống như 1.075, 1.750 đô đi, 1.750 đô, thì coi mình tính ra có bao nhiêu tiền Việt Nam nha. Thì lúc mà Uyên Quỳnh về cả gia đình đó là vào mùa hè, và năm khoảng cũng cách nay khoảng
4-5 năm đó, thì giá vé khoảng 1.750 đô là cũng khoảng 40 triệu tiền Việt Nam đó, là chuyến đi chuyến về luôn. Mình cảm thấy nó cũng đắt rồi, lúc đó mình cũng mua nhầm là vé cũng khá cao đó, mua gấp, giá khá cao đó. Nguyên gia đình đi về tới Việt Nam đó là 6.000 mấy cho tiền vé. Hồi những năm đó là nguyên gia đình Nguyên Quỳnh về là 6.000 mấy cho tiền vé là khứ hồi đó. Rồi nhưng mà vào đợt này á thì anh ấy mua cái vé chỉ có đi về, chỉ có đi thôi, một chuyến thôi, đi thôi, mà cái vé là 3.600 là tính ra là 82 gần 83 triệu một vé, mà anh ấy cho là nhớ quê quá rồi, cho nên cũng không ngại tiền vé cao như thế. Mà khi về tới Việt Nam á là còn bị cách ly nữa nha các bạn. Thì anh ấy cũng đã mua vé rồi. Quyên Quỳnh nó cũng nói là ô anh ơi, anh có đi về Việt Nam á thì cho em gửi đồ, gửi dòng nước xanh về Việt Nam với lại gửi thuốc nhất xương thôi. Anh ấy cũng rất là dễ thương, nói ok thì chừng nào anh đi á thì em gửi là anh đem về cho. Rất là vui luôn, cứ nghĩ là sẽ được đi về rồi, đi ra test Covid rồi chờ ngày, chờ kết quả như thế nào. Nhưng mà không may, cũng vào những ngày này thì anh lại có một cái hẹn với bác sĩ để đi khám về gan, về thận của anh á. Thì phát hiện ra ở trong bao tử của anh á có một khối u, có một khối u mới hình thành. Cho nên vào ngày mà như là ngày hôm nay lên máy bay thì khoảng 2 ngày sau nữa anh mới được có kết quả là khối u đó là lành hay là dữ. Thì rất là buồn cho anh luôn, khi đã mua vé máy bay xong rồi và tất cả hành lý đồ đã chuẩn bị xong xuôi, nhưng mà do cuối cùng không phải vì dịch mà do trong bao tử có khối u, cho nên anh không thể về Việt Nam trong mùa Tết này. Mặc dù là gia đình con cái chuẩn bị để đón anh về ở Việt Nam, anh có đất có nhà, tiền làm ra bao nhiêu anh gửi về Việt Nam mua nhà mua đất và chuẩn bị cho mình khi lớn tuổi sẽ vay về Việt Nam sinh sống. Nhưng mà bây giờ do tình trạng bệnh như thế thì anh ấy cũng đang chờ xem ý kiến của bác sĩ như thế nào, anh có thể đi về quê hay không. Thực ra với cơn bệnh vừa phát hiện ra đó thì anh phải ở lại Mỹ này để cho bác sĩ theo dõi và khám bệnh, phải uống thuốc điều độ đúng giờ đúng ngày, mới mong là cơn bệnh của anh mau lành và anh mới có cơ hội đi về Việt Nam. Đây là một câu chuyện mà Quyên Quỳnh cảm thấy rất là nhiều người Việt mình gặp phải. Cũng giống như trước đây Quyên Quỳnh đã đi thăm một anh ấy là rất là mua đất rất là nhiều ở Việt Nam, làm bao nhiêu tiền cũng gửi về cho Việt Nam cho vợ con ở nhà để mua đất cất nhà. Và bây giờ hiện tại hai anh này cũng đều là triệu phú ở Việt Nam hết, không phải là triệu phú, là tỷ phú ở Việt Nam hết. Tại vì bao nhiêu tiền các anh ấy đều gửi về Việt Nam mua đất. Khi mà các anh không nghĩ tới việc là bảo lãnh vợ con qua Mỹ này, thì ở bên Mỹ này mỗi khi làm ra tiền là các anh đều tranh thủ gửi về Việt Nam để cho vợ con mua đất mua nhà ở Việt Nam. Vì thế những anh này có thể nói hiện tại là đất đai tài sản ở Việt Nam có rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ muốn đi về Việt Nam thì trong người đang bị bệnh, phải cần chữa hết bệnh ở bên đây rồi các anh mới có thể đi về Việt Nam được. Các anh đều chọn con đường là chữa trị bệnh ở bên đây trước, xong hết bệnh rồi mới đi về Việt Nam. Và Quyên Quỳnh thấy là các anh tính toán như thế cũng khá là hợp lý. Và có những anh bạn mà theo Quyên Quỳnh biết là nhận được tiền lương hưu, tiền già ở trên đất Mỹ này, nhưng mà các anh nói là thôi bây giờ các anh cũng không muốn cái tiền lương hưu đó nữa, các anh chỉ mong là đi về Việt Nam sống cho khoảng đời còn lại của mình. Tại vì một quãng đời rất là dài ở trên đất Mỹ này cố gắng làm ăn rồi, bây giờ đi về để hưởng thụ chút tuổi già.
là được có thể là được nghỉ ngơi, được con cháu chăm sóc khi lớn tuổi. Thật ra hai anh mà Uyên Quỳnh kể cho cả nhà đó, hai anh đều có tuổi, tuổi cũng khá cao rồi, bây giờ là tuổi về hưu rồi đó các bạn. Và nếu mà không có dịch này, hoặc không phải là dịch không, nếu như không bị bệnh thì các anh bây giờ đã đi về quê ăn Tết sum vầy với gia đình, với vợ con rồi, với người thân rồi. Nhưng mà buồn bây giờ ở bên đây nằm trị bệnh mà gần Tết lạnh lẽo cô đơn một mình nữa, và không biết trị bệnh tới khi nào mới xong luôn. Mỗi người có một cách sống và những hoàn cảnh sống khác nhau. Và theo Quy Quỳnh được biết là có những anh đi biển á, là cũng không có bảo lãnh vợ con qua, và cũng để vợ con ở Việt Nam, mình đi làm bên này, và mỗi năm đi về vài tháng, và làm bao nhiêu thì gửi tiền về cho vợ con, lo lắng sắm sửa nhà cửa ở Việt Nam để khi tuổi già mình có thể quay về quê để hưởng thụ. Thì mình thấy là các anh này có thể nói là các anh làm rất là giỏi, rất là siêng năng luôn. Thì có bao nhiêu tiền cứ gửi về quê hết, không giữ cho mình một cái gì hết. Có thể nói các anh này là những người đàn ông yêu thương vợ con rất rất là nhiều. Hầu như là cuộc đời của họ sống là vì gia đình, vì con cái, vì vợ con của mình. Cho nên họ không hề nghĩ tới bản thân của mình, chỉ nghĩ là cố gắng kiếm thật là nhiều tiền. Thì theo như Quyên Quỳnh chia sẻ đó, thì anh đã khao khát được về Việt Nam rất là nhiều. Có thể nói là anh này anh nhớ quê rất là nhiều rồi. Thông thường á, là mỗi năm á, anh đi chỉ có vài tháng thôi. Và vài tháng là sau khi đóng hồ là anh ấy đi về Việt Nam liền. Tới hôm nay á, thì mua vé rồi, mà một vé rất 3.600, 82 triệu, gần 83 triệu luôn đó các bạn. Chỉ có một chiều thôi á, một vé đó mà anh ấy vẫn mua, vẫn dám đi về. Thật ra có một mình anh ấy thì dám về thôi, chứ nếu nguyên một gia đình mà đi về, giá vé nhiêu đó là rất là đuối luôn. Giá vé ở tiểu bang này với tiểu bang kia hoàn toàn khác nhau. Có những nơi như Cali á, thì họ mua vé rẻ hơn. Chỗ Uyên Quỳnh ở là phải chạy, chỗ Uyên Quỳnh, tiểu bang của Uyên Quỳnh ở là bay qua tới Cali phải dừng ở đó, hoặc là bay tới New York phải dừng ở đó rồi mới đi qua chuyến bay tiếp tới Nhật Bản, Đài Loan hay Hồng Kông. Thì giá vé nó sẽ cao hơn ở Cali một chút. Mà đa số những khi mà đa số những khi mà đa số lúc trước mỗi lần Nguyên Quỳnh về á, là giá bình thường ở Florida đi á, là Nguyên Quỳnh toàn là mua giá ngàn mấy không à. Nhưng mà cũng có lúc mà những người dọc họ họ có thời gian họ mua được những giá sale á, thì được mấy trăm cũng có, nhưng mà đa số Nguyên Quỳnh mua được mua giá ngàn mấy thôi, chứ không có mua được rẻ như thế. Những người mà họ mua được rẻ là họ phải chờ chờ khi nào có giá rẻ thì họ book, như thế thì cũng rất là tiện. Còn mình đi là theo ngày theo giờ đàng hoàng thì mình không có mua được những loại giá rẻ đó. Còn anh này thì anh mua một cái vé mà nói giá vé ra mình cũng wow, thấy là đuối giùm ảnh luôn. Giá vé gì mà 3.600 mà chỉ có một chiều mà thôi, anh ấy cũng cố gắng đi về. Thật ra thì chúng ta cũng có thể biết là anh ấy cô đơn một mình, một thân một mình ở đây lâu quá rồi, nhớ quê nhớ nhà nên phải cố gắng đi về. Nhưng mà trời không chiều lòng người, cuối cùng thì anh ấy phát hiện ra bệnh của mình và phải chờ để bác sĩ cho xét nghiệm kết quả như thế nào. Phải cố gắng là uống thuốc đúng giờ và để xem thử coi khối u của mình như thế nào, có uống thuốc có giảm hay không, nhưng là phải mổ. Đó là một vấn đề rất là lớn, rất là khó khăn. Nếu mà phải mổ thì đó là rất là buồn. Mà theo Quỳnh thấy là không phải riêng anh ấy đâu, Quỳnh thấy là có rất là người đàn ông ở bên nước Mỹ này cô kiên một mình. Hồi xưa là mình hay nghe ngoại mình nói là cô kiên một mình từ này là từ địa phương hay sao đó, mình ít có nghe người nào nói lắm. Nhưng mà hồi xưa mình có nghe ngoại mình nói là cô kiên một mình nghe cũng dễ thương. Thì những anh này cô kiên một mình ở bên đây mùa đông lạnh lẽo buồn bã, thì các anh chọn con đường là đi về quê, điều đó là có thể nói là tán thành. Những người nào mà có gia đình rồi á,
những người nào có gia đình vợ con hạnh phúc đó, thì họ ít có về. Những anh gia đình ở Việt Nam hết thì họ đa số là mỗi năm họ đều muốn quay về Việt Nam sum họp với gia đình mình, nhất là trong những ngày năm hết Tết đến như thế này, họ rất là buồn, rất là nhớ quê khi một mình cô đơn trong mùa đông lạnh lẽo trên đất Mỹ này. Có thể hai anh mà Uyên Quỳnh đang kể cho các bạn nghe đó, là Uyên Quỳnh cảm thấy rất là phục hai anh. Trong khoảng thời gian này thì sẽ được hưởng trái ngọt, nhưng mà cũng chớ chung thay một điều á, thì các anh lại bị bệnh và chưa thể về Việt Nam để hưởng thụ, để sống những quãng đời còn lại của mình. Và cũng trong mùa Tết này, hai anh không thể về quê ăn Tết được. Mặc dù Nguyễn Quỳnh kể chuyện là có hai anh thôi, nhưng mà thực chất những anh chưa được về quê ăn Tết trong một năm nay rất là đông ở tiểu bang Nguyễn Quỳnh ở. Mùa này có thể nói là mùa nghỉ ngơi, mùa về quê thăm nhà, nhưng mà các anh đều kẹt lại ở đây, các anh đều nhớ quê. Thật ra thì trong mùa Tết này có rất là nhiều người muốn về quê ăn Tết nhưng mà lại không được. Có thể nói là những tiểu bang lớn có đông người Việt sinh sống đó, thì ngày Tết đối với họ thì rất là nhiều người thì tổ chức đốt pháo rồi bán chợ hoa đồ giống như Việt Nam, không cảm thấy buồn nhiều. Nhưng mà những tiểu bang xa xôi ít người Việt sinh sống thì ngày Tết trời lạnh lẽo là nhớ quê hương, nhớ gia đình, nhớ người thân rất là nhiều. Thì Nguyên Quỳnh hiểu được cảm giác cô đơn của các anh và nhớ quê nhà ngày Tết đến. Nhưng mà dòng năm nay thì có thể là lỗi hẹn nữa rồi. Mặc dù như Nguyên Quỳnh đã nói, có anh đã mua vé rồi, cứ nghĩ là mình đã được về rồi, và còn mua một cái vé rất là đắt, đắt hơn bình thường rất là nhiều, mắc gấp đôi luôn, mà chỉ có một chiều. Một chiều có nghĩa đắt gấp đôi, không phải là các đắt gấp 4 lần luôn á. Nhưng mà các anh vẫn muốn về quê ăn Tết. Có nhiều lúc mà không phải mình muốn là được. Cho nên trong video này Quyên Quỳnh chia sẻ với các bạn thì Quyên Quỳnh cũng cảm thấy là buồn cho anh ấy. Thì hôm trước Quyên Quỳnh có ghẹo anh ấy, có nói là em tưởng đâu anh là sắp về Việt Nam rồi, thì em muốn làm một video phỏng vấn anh trước khi anh về Việt Nam, cảm giác của anh như thế nào. Sau 2 năm không được về Việt Nam mà bây giờ được về, thì anh ấy cười rất là nhiều. Nhưng mà Uyên Quỳnh hy vọng là anh ấy sẽ bớt bệnh, và những video Tết tiếp theo Uyên Quỳnh sẽ quay về nói về cảm giác của anh ấy khi mua vé rồi mà không được về quê hương như thế nào. Thì hôm nay Uyên Quỳnh sẽ tâm sự một chút về nỗi lòng của những người tha hương khi ngày Tết đến, và rất là buồn cho những anh cố gắng rất là nhiều để được về quê ăn Tết nhưng mà cuối cùng lại không được. Thì cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn cảm thấy thích, vui lòng bấm like, share and subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại next video.